ngáo phim về nhà đi con. Các trích đoạn gây sốt của em út phim về nhà đi con về nhà đi con, danh dũng đạo diễn, được khán giả quan tâm nhờ khai thác đề tài gia đình. Ông Sơn, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, có hai con gái đầu lòng, vẫn muốn vợ đẻ thêm con trai. Trong lúc sinh nở, bà không may qua đời, khiến ông ân hận. Cuộc sống gà chống nuôi con với ba cô con gái ẩm ương khiến ông luôn phải đắn đo, bối rối, không biết hành xử thế nào để giúp đỡ các con. Ánh Dương là con gái út trong gia đình bề ngoài ngủ ngáo nhưng bên trong, Dương là người tình cảm, yêu thương bố và hai chị. Vai ánh Dương do Bảo Hân, sinh viên năm nhất Đại học Sân khấu Điện ảnh, thủ vai, ngoại hình tomboy, lối diễn xuất giàu cảm xúc của cô phù hợp với nhân vật. Các trích đoạn của nhân vật được khán giả chia sẻ rộng rãi, bàn tán trên mạng xã hội. Xem thêm, Bảo Hân vụt sáng với vai ngủ ngáo trên lý do phim, về nhà đi con, thu hút khán giả. Hà Thu Nguồn, VFC